Nga-Ukraine đối đầu quyết liệt trên bầu trời. Chuyên gia cho rằng dù lực lượng Nga gặp khó trong việc kiểm soát hoàn toàn không phận Ukraine, nhưng Moscow có những vũ khí có sức mạnh vượt trội so với đối phương. Trong 10 tháng chiến sự bùng phát giữa Nga và Ukraine, giới quan sát đã chỉ ra nhiều lý do dẫn tới việc Moscow không thể kiểm soát hoàn toàn không phận của đối thủ. Tuy nhiên, theo Business Insider, có một sự thật không thể phủ nhận rằng Ukraine đang đối mặt với một đối thủ có không quân vượt trội về cả khí tài và tiềm lực. Trước đó, Viện Nghiên cứu Rusi của Anh đánh giá, với lợi thế về quân số và khí tài của Nga, Ukraine khó có thể thắng trong cuộc chiến trên không nếu không có sự giúp đỡ của phương Tây, bất kể các phi công Ukraine tác chiến thành công đến đâu. Hồi tháng 7, nhà phân tích Robert Farley nhận định rằng việc áp đảo phòng không đối phương SIT là không dễ dàng. Theo ông này, các máy bay Nga dường như gặp khó khăn trong việc phát hiện và tiêu diệt phòng không Ukraine. Một thách thức mà Nga phải đối mặt là sự phát triển ngày càng nhanh của các tên lửa phòng không. Ukraine được phương Tây chuyển giao cho nhiều loại hỏa lực hiện đại và việc đưa máy bay vào tầm của các tên lửa này có thể tìm cách kiểm soát không phận, không phải là ý kiến sáng suốt. Với Nga, dù vừa trội hơn Ukraine về tiềm lực quân sự, Moscow không thể đặt dàn tiêm kích của họ rơi vào kịch bản rủi ro trong một cuộc chiến tiêu hao sinh lực và lâu dài như vậy. Việc thay thế tiêm kích, đào tạo lại phi công không phải là điều có thể một sớm một chiều làm được. Vì vậy, Nga đã không đánh cược các quân nhân và máy bay tốt nhất của họ để theo đuổi mục tiêu vừa khó thực hiện vừa khó duy trì lâu dài như xít. Business Insider nhận định, tên lửa và radar đang là hai khí tài giúp Nga đạt được ưu thế trên không trước đối thủ. Điều này được cho là do không quân Nga đã quyết định thay đổi chiến thuật, tập trung vào sử dụng tên lửa không đối không tầm xa. Các máy bay mang những tên lửa này đều nằm ngoài tầm tấn công của đối thủ. Nga trong thời gian qua đã sử dụng Su-35S và MiG-31 thực hiện chiến thuật nhìn xuống bắn hạ. Các máy bay Nga sẽ duy trì độ cao, sử dụng hệ thống radar uy lực quét toàn bộ khu vực phía dưới, rồi truy dò mục tiêu đối thủ để phóng tên lửa không đối không, chính xác, ở khoảng cách vài trăm km. Nga tuyên bố đã phá hủy nhiều máy bay Ukraine bằng chiến thuật này, và Kiev vốn chỉ sở hữu các tên lửa không đối không tầm bắn dưới 100 km và không có quá nhiều hệ thống phòng không, nên họ không kịp ứng phó với các đòn tấn công từ Nga. Trong các tình huống phù hợp, một máy bay chiến đấu của Nga bay nhanh và ở độ cao 12.000m có thể bắn rơi một tiêm kích của Ukraine đang bay thấp để tránh bị radar mặt đất Nga phát hiện. Một điểm mạnh của Nga chính là tiêm kích của họ được trang bị tên lửa không đối không R-771. Đây là loại vũ khí hoạt động theo cơ chế, bắn và quên, có thể tấn công mục tiêu một cách độc lập nhờ hệ thống tìm kiếm radar chủ động. Điều này đảm bảo tên lửa này bắn ra là sẽ có khả năng cao bắn trúng mục tiêu trong tầm hoạt động trong khi đó tên lửa R-27 Ukraine chỉ có radar bán chủ động yêu cầu máy bay phóng chỉ dẫn mục tiêu liên tục để tên lửa có thể phát hiện ra khi các tiêm kích Ukraine chỉ đường cho R-27 tấn công các máy dò cảnh báo radar trên máy bay nga có thể nhận biết cho phép phi công nga kích hoạt thiết bị gây nhiễu và mù nhử hoặc lần tránh trong khi đó radar trên tên lửa R-77-1 của nga không hoạt động cho đến vài giây trước khi nó chạm đích giúp giảm thời gian phản ứng của các phi công Ukraine trong suốt cuộc chiến, các máy bay chiến đấu của Nga thường xuyên có thể khóa radar và phóng tên lửa R-771 vào các máy bay chiến đấu Ukraine ở khoảng cách hơn 100 km, báo cáo của Russia cho biết. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, các cuộc tuần tra chiến đấu trên không tầm cao của Nga với Su-35S và gần đây là với mig 31 bm đang tiếp tục bắn hạ một số lượng đáng kể máy bay tấn công mặt đất của Ukraine gần tiền tuyến từ khoảng cách khiến tất cả các phi cơ Moscow không thể bị bắn trả. Một loại tên lửa của Nga được giới quan sát đưa vào tầm chú ý trong thời gian qua là R-37M trên tiêm kích MiG-31BM. R-37M có tầm bắn trên 320 km, tốc độ nhanh và đầu dò phù hợp tấn công mục tiêu tầm thấp khiến nó trở nên đặc biệt nguy hiểm, khiến Ukraine chưa thể hóa giải. Một vấn đề Nga phải đối mặt là họ chưa có số lượng máy bay tiếp đầu đủ lớn để có thể duy trì việc bay tuần tra thời gian dài. Tuy nhiên, Ukraine cũng vẫn chịu áp lực lớn khi tác chiến vì không biết có thể bị tấn công từ khoảng cách hàng trăm km vào lúc nào. Ukraine kỳ vọng vào hệ thống phòng không Mamba tốt hơn cả Patriot của Mỹ. Mamba có thể bắn hạ máy bay, máy bay không người lái UAV, tên lửa hành trình, kể cả tên lửa đạn đạo chiến thuật ở khoảng cách từ 15 đến 35 km trong mọi điều kiện thời tiết. Sự cạn kiệt kho vũ khí là chủ đề phổ biến trong cuộc xung đột của Ukraine thời gian gần đây. Điều này diễn ra không chỉ với Ukraine mà cả với Nga. Nguồn cung cấp vũ khí ngày càng trở nên khó khăn và do đó mùa đông rất có thể sẽ giảm thiểu các cuộc đụng độ trực tiếp giữa các bên tham chiến. Từ quan điểm của một số nhà quan sát, cuộc xung đột có thể tiếp tục dưới các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Nhưng rõ ràng hệ thống S-300 của Ukraine không còn hiệu quả phòng thủ như giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Đạn dược đang dần cạn kiệt và một số hệ thống phòng không sắp hết tên lửa. Do đó, có một thực tế là Ukraine cần đạt dược hơn hệ thống phòng không. Giữa thông tin Washington đang cân nhắc triển khai hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, Pháp và Italy đang xem xét khả năng hỗ trợ cho Kiev với việc chuyển giao hệ thống phòng không santi của châu Âu, được biết đến với mệnh danh Mamba. Hệ thống này có thể phóng nhiều tên lửa trong thời gian ngắn. Cụ thể, nó có khả năng bắn tới 10 tên lửa trong khung thời gian dài dây và có thể tấn công 10 mục tiêu cùng lúc ở mọi hướng. Một số chuyên gia cho rằng Santi tốt hơn hệ thống Patriot của Mỹ, đặc biệt là sau những thất bại của Patriot ở Trung Đông và việc không thể cung cấp hơn 50% khả năng đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái cho Iran sản xuất và diện trợ cho lực lượng Houthis ở Yemen. Việc cung cấp Santi cho Ukraine trước đây không được thảo luận. Cách đây hơn một tháng, Italy cho biết đã sẵn sàng cung cấp hệ thống phòng không này cho Ukraine, nhưng điều này không phụ thuộc vào Rome và phụ thuộc vào Paris. Pháp là quốc gia hàng đầu trong sản xuất Samti. Tuy nhiên, hiện rõ ràng là cả hai nước đã chấp nhận đề xuất của Ukraine. Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16 tháng 12, Italy và Pháp sẵn sàng cung cấp các hệ thống phòng không xâm Mamba cho Ukraine, theo một tuyên bố được đại sứ Pháp ở Ukraine, Enten de Bonsins, tiết lộ. Pháp và Italy sẽ cung cấp cho Ukraine các thiết bị phòng không mà họ yêu cầu. Đây là một yêu cầu rất mạnh mẽ mà Tổng thống Zelensky của Ukraine đã đưa ra, và Italy đã xác nhận với chúng tôi rằng họ sẵn sàng cung cấp nó, đại sứ Bonsins cho biết. Đại sứ Ponsins lưu ý rằng, Ukraine cũng đã yêu cầu các thiết bị và phương tiện quân sự khác, bao gồm cả xe tăng Leclerc. Liệu Ukraine cuối cùng có nhận được Mamba ở châu Âu hay không sẽ sớm trở nên rõ ràng. Nếu điều này xảy ra, vấn đề chính đặt ra vẫn sẽ là vấn đề cung cấp đạn dược. Cả Italy và Pháp đều không thể liên tục cung cấp tên lửa cho Samti, do đó nguồn cung đạn dược sẽ bị hạn chế. Điều này có nghĩa là SAMTI sẽ không được triển khai ở tiền tuyến để yểm trợ trên không cho các lực lượng Ukraine mà trước có thể sẽ là ở ngoài OKF. SAMTI cũng có thể được triển khai tại một thành phố hoặc khu vực quan trọng khác của Ukraine, nơi Kiev muốn bảo vệ một nguồn năng lượng quan trọng hoặc những cơ sở khác, ví dụ như trung tâm dữ liệu quân sự trước các cuộc tấn công của Nga. Một thách thức khác đó là việc quản lý toàn bộ tổ hợp phòng không trên là không hề đơn giản thậm chí nó được coi là phức tạp hơn cả patriot do đó câu hỏi tiếp theo được đặt ra ai sẽ quản lý hệ thống này tất nhiên một số người cho rằng các lực lượng ukraine sẽ được huấn luyện có thể nhưng trong trường hợp đó sẽ mất hàng tháng từ khi đào tạo đến khi cung cấp và triển khai hệ thống và rõ ràng là không biết hệ thống này sẽ cần thiết như thế nào trong giai đoạn xung đột tiếp theo Mamba do tập đoàn liên doanh Pháp Italy Eurosam phát triển và được lực lượng không quân và vũ trụ Pháp cũng như quân đội Italy sử dụng để cung cấp năng lượng phòng thủ đất đối không tầm trung. Nó cũng là một phần của hệ thống phòng không chung của NATO ở châu Âu.